Rachel Taylor đưa ra lời xin lỗi trên Instagram vào ngày 14 tháng 11. Cô thừa nhận để cảm xúc lấn át lý trí khi đăng bài về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào tuần trước. Nữ diễn viên 23 tuổi viết, lòng căm thù và giận dữ khiến chúng ta ngày càng rời xa hòa bình và sự hiểu biết. Tôi xin lỗi vì góp phần vào cuộc thảo luận tiêu cực. Tuần này là một tuần đầy cảm xúc đối với rất nhiều người trong chúng ta. Nhưng tôi tin chắc rằng mọi người đều có quyền ý kiến riêng, ngay cả khi nó khác với ý kiến của tôi. Tôi cam kết đóng góp tích cực cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Trước đó, sau khi ông Donald Trump đánh bại bà Kamala Harris để đắc cử Tổng thống Mỹ, Zeller viết tầm thư dài trên Instagram bày tỏ sự không hài lòng về kết quả. Người đẹp Game of Thrones cho rằng thất bại bà Harris không nên xảy ra, đặc biệt với cách biệt nhiều phiếu bầu như vậy. Cô còn quá khích hơn khi hy vọng ông Trump và những người ủng hộ ông không bao giờ biết đến hòa bình. Trong bài đăng khác, Zeller chỉ trích những người bỏ phiếu cho ông Trump vì sự tin tưởng ngu ngốc của họ vào cảm giác an toàn, nam tính, thông minh, lòng yêu nước và nhân tính giả tạo. Cô nhấn mạnh, thật đáng sợ khi có quá nhiều người ủng hộ những gì người đàn ông này giao giảng. Bình luận gay gắt của nàng Bạch Tuyết ra Màu nhận phản ứng dữ dội từ đông đảo cư dân mạng. Một trong số đó đến từ nữ bình luận viên Megan Kelly trên kênh phát thanh Sirius XM Mỹ. -E. Cựu người dẫn chương trình của Fox News kêu gọi các ông chủ Disney sa thải Zeller khỏi bộ phim sắp ra mắt Snow White, Bạch Tuyết, giống cách mà họ đã làm với nữ diễn viên Gina Carano vào năm 2021. Trước đó vào tháng 2 năm 2021, Gina Carano bị đuổi khỏi bộ phim The Mandalorian phát sóng trên Disney Cộng do đăng bài so sánh việc trở thành đảng viên Đảng Cộng Hòa giống như là người Do Thái ở Đức Quốc xã. Cựu võ sĩ MMA cũng bị công ty quản lý United Thailand Agency, UTA sa thải ngay sau đó. Ý kiến của Megyn Kelly nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Tuy nhiên, một bộ phận tỏ ý binh vực Zeller. Họ cho rằng con người khó tránh khỏi đôi lúc nóng giận và Zeller có quyền tự do ngôn luận. Rachel Zeller, sinh năm 2001, là diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng với vai Maria trong bộ phim đầu tay West Side Story năm 2021. Nhờ đó giành được giải quả cầu vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim ca nhạc hoặc hài kịch. Zeller còn góp mặt trong những tác phẩm khác như Shazam, Free of the Gods, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Cô ra mắt trên sân khấu Broadway với vai Juliet trong vở kịch Romeo and Juliet 2024. Năm 2025, Zelot tái xuất màn ảnh rộng với vai chính trong Snow White của Disney. Việc mỹ nhân gốc Colombia thủ vai Bạch Tuyết gây tranh cãi trong thời gian dài. Phan nguyên tắc chỉ trích nhà sản xuất chọn một cô gái da màu đóng vai công chúa da trắng, còn không đẹp bằng Hoàng hậu độc ác do Gan Gadot đảm nhận. Không ít người còn chê Zelot là Bạch Tuyết xấu nhất khi đem ra so sánh với các phiên bản của Lily Collins, Kristen Stewart, Kristen Kreuk. Những lo ngại rằng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump có thể cực đoan hơn nhiệm kỳ đầu tiên đang gia tăng. Tối ngày 12 tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông sẽ đề cử người dẫn chương trình Fox News Pete Hexas làm bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền mới. Lựa chọn của ông đã tạo ra cú sốc khắp Washington. Ngày hôm sau, ông công bố chọn thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio cho vị trí ngoại trưởng. Đây là lựa chọn ít gây tranh cãi hơn và đã khiến một số thành viên đảng Cộng hòa thở phào nhẹ nhõm, bởi Rubio được coi là người dày dặn kinh nghiệm, từng giữ chức phó chủ tịch ủy ban tình báo thượng viện nhưng tiếng thở phào đó không thể kéo dài lâu khi tổng thống đắc cử thông báo chọn nghị sĩ dân chủ đổi phe sang cộng hòa tôn sĩ si một gương mặt ít kinh nghiệm khác cho ghế lãnh đạo văn phòng tình báo quốc gia vài phút sau trump tiếp tục gây bất ngờ khi tuyên bố ông sẽ đề cử cựu hạ nghị sĩ florida john matgaet người đang bị ủy ban đạo đức hạ viện điều tra về cáo buộc môi giới mại dâm sử dụng ma túy bất hợp pháp cùng các vấn đề khác làm bộ trưởng tư pháp theo The Guardian, ngày 15 tháng 11, sự lựa chọn này đã gây ra sự hoài nghi ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng hòa, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng ông Trump đang có ý định thực hiện các vụ sa thải hàng loạt tại Bộ Tư pháp để trả thù các cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông. Hôm 14 tháng 11, Tổng thống đắc cử Trump đã chỉ định luật sư riêng của mình, ông Todd Blanche, làm thứ trưởng tư pháp. Một thành viên khác trong nhóm pháp lý của Tổng thống đắc cử Trump là bà Emil Pove, người sẽ giữ chức quyền thứ trưởng tư pháp cho đến khi ông Blanche chính thức được xác nhận. Ông Trump cho biết Quyết định đề cử ông Gaet diễn ra sau hai quyết định bổ nhiệm gây sốc khác. Bà Tulsi Gabbard làm giám đốc tình báo quốc gia và ông Pete Hexes của hãng tin Fox News làm bộ trưởng quốc phòng. Cũng trong ngày 14 tháng 11, Tổng thống đắc cử Trump thông báo ông đã chọn ông Robert F. Kennedy Jr., người vận động chống vaccine cho vị trí bộ trưởng y tế và dịch vụ nhân sinh. Loạt đề cử nêu trên đã làm lưu mờ những lo ngại về những người được ông Trump bổ nhiệm để xử lý vấn đề liên quan đến nhập cư. Giới phân tích cho rằng những người được ông Trump đề cử đều là các thành viên nhiệt thành của phong trào làm nước Mỹ vĩ đại trở lại MAGA. Tổng thống đắc cử dường như đang tìm cách tưởng thưởng cho họ vì lòng trung thành tuyệt đối và sự ủng hộ vô điều kiện đối với mình. Tuy nhiên, chúng cũng là dấu hiệu cho thấy tổng thống đắc cử đang muốn thử thách mức độ trung thành của các thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện. Một số nhà quan sát chính trị cho hay, ông Trump vốn nổi tiếng là người thách thức truyền thống và đi ngược lại luật lệ, nhưng cũng quyết định bổ nhiệm gần đây cho thấy một kế hoạch lớn hơn. Hiện giờ các thành viên của Thượng viện sẽ phải đối mặt với một thử thách khác, đó là có nên từ bỏ thẩm quyền theo hiến pháp của họ để xem xét thông qua các đề cử ứng viên trong nội các ngày càng gây tranh cãi của ông hay không. Nhiều thượng nghị sĩ ở cả hai đảng đã bày tỏ lo ngại về một số lựa chọn của ông Trump, nhưng Tổng thống đắc cử nói rằng ông hy vọng Thượng viện sẽ thử nghiệm một cơ chế cho phép ông bỏ qua quá trình xác nhận. Một số nhà phân tích suy đoán nhiều khả năng đảng Dân Chủ sẽ phản đối hầu hết những nhân vật được ông Trump đề cử. Tuy vậy, đảng này cho biết họ đang phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn do vai trò của Thượng viện được nêu trong hiến pháp là đánh giá và phê duyệt những người được đề cử làm Tổng thống. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Mỹ vô cùng thất vọng sau khi họ bỏ phiếu cho ông Donald Trump để phản đối cách chính quyền Tổng thống Biden ứng xử với cuộc chiến của Israel ở giải Gaza và tấn công vào Liban. Rebiul Chahuri, một nhà đầu tư ở Philadelphia, đã lãnh đạo chiến dịch Abandon Harris từ bỏ bà ở Pennsylvania và đồng sáng lập tổ chức Muslim for Trump, người Hồi giáo ủng hộ ông Trump, nói với Reuters rằng ông Trump thắng là nhờ chúng tôi và chúng tôi không hài lòng với lựa chọn ngoại trường của ông ấy và những người khác. Các nhà phân tích tin rằng sự ủng hộ của cộng đồng cử tri Hồi giáo đã giúp ông Trump giành chiến thắng ở Michigan và có thể đã tác động đến chiến thắng của ông ở những bang chiến trường còn lại. Tổng thống đắc cử Trump chọn Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một người ủng hộ Israel trung thành, làm ngoại trưởng. Đầu năm nay, ông Rubio phát biểu sẽ không kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza và tin rằng Israel nên tiêu diệt mọi thành phần của Hamas. Những người đó là những con thú hung dữ, ông nói. Ông Trump cũng đề cử cựu thống đốc Arkansas Mike Huckabee, người bảo thủ trung thành ủng hộ Israel và cho rằng giải pháp hai nhà nước là không khả thi, làm đại sứ kế nhiệm tại Israel. Ông chọn hạ nghị sĩ Elise Stefanik, người gọi Liên Hợp Quốc là hồ phân của chủ nghĩa bài do Thái, làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Rick Nando Nazako, giám đốc điều hành của mạng lưới trao quyền và cam kết Hồi giáo Mỹ AMEN, cho biết cử tri Hồi giáo đã hy vọng Trump sẽ chọn các quan chức nội các nỗ lực hướng tới hòa bình, nhưng đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra. Nazako nói với Reuters rằng, chúng tôi rất thất vọng, có vẻ như chính quyền mới chỉ toàn là những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ và những người cực kỳ ủng hộ Israel, ủng hộ chiến tranh. Nazako cho biết, cộng đồng sẽ tiếp tục lên tiếng sau khi bỏ phiếu cho ông Trump. Ông nói, ít nhất chúng tôi cũng có tên trên bản đồ Hassan Abdel Salam, cựu giáo sư tại Đại học Minnesota và là người đồng sáng lập chiến dịch Abandon Harris, cho rằng kế hoạch nhân sự của ông Trump không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng thậm chí còn cực đoan hơn những gì ông lo sợ. Ông chia sẻ: "Giống như ông ấy đang đi theo chủ nghĩa phục quốc do thái vậy, chúng tôi luôn cực kỳ hoài nghi. Chúng tôi vẫn đang chờ xem chính quyền sẽ đi về đâu, nhưng có vẻ như cộng đồng của chúng tôi đã bị lợi dụng." Nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump chưa phản hồi đề nghị bình luận. Một số người hồi giáo bỏ phiếu cho ông Trump cho biết họ hy vọng Richard Grenell, cựu giám đốc tình báo quốc gia tạm quyền của ông Trump, sẽ đóng vai trò đáng kể trong nội các mới sau nhiều tháng ông thực hiện các hoạt động tiếp cận cộng đồng người Hồi giáo và người Mỹ gốc Ả Rập, thậm chí còn được giới thiệu là ngoại trưởng tiềm năng tại các sự kiện. Ông Massad Paulos, bố chồng của cô Tiffany, con gái ông Trump, đã nhiều lần gặp gỡ các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo trong quá trình ông Trump tranh cử. Cả hai đều hứa với cử tri người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo rằng ông Trump là ứng cử viên cho hòa bình, sẽ hành động nhanh chóng để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông và xa hơn nữa. Ông Trump đã thực hiện một số chuyến thăm đến những thành phố có đông người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo, trong đó có điểm dừng chân ở Dearborn, một thành phố có đa số người Ả Rập. Ở đó, ông nói rằng ông yêu người Hồi giáo và ở Pittsburgh, ông khen những người Hồi giáo ủng hộ ông đã tạo nên một phong trào tuyệt vời. Ông nói thêm, họ muốn hòa bình, họ muốn ổn định cựu phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang thúc giục các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa không thông qua việc Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử ông Robert F. Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Cụ thể, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 14 tháng 11 đã công bố đề cử ông Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh HHS. Ông Kennedy Jr. là con trai của cố thượng nghị sĩ Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy và là cháu của cố Tổng thống John F. Kennedy, Ông tranh cử trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua với tư cách ứng viên độc lập nhưng về sau rút lui và ủng hộ ông Trump. Ông Kennedy Jr. từng gây chú ý khi đưa ra nhiều thuyết âm mưu và nghi ngờ các nghiên cứu khoa học theo tờ The Guardian. Ông là một trong những nhân vật phản đối vaccine nổi tiếng nhất tại Mỹ, tự nhận mình hiểu biết về bệnh dịch nhiều hơn các nhà khoa học. Tuy nhiên, ông Pence ngày 15 tháng 11 đã đưa ra một vấn đề khác để phản đối việc đề cử ông Kennedy Jr. Ông Pence nói rằng việc đưa ông Kennedy làm bộ trưởng HHS sẽ là sự thay đổi đột ngột so với quan điểm chống phá thai trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và điều đó gây lo ngại cho hàng triệu người Mỹ ủng hộ Đảng Cộng hòa. Theo báo Newsweek, ông Pence giải thích rằng trong phần lớn sự nghiệp của mình, ông Kennedy Jr. đã bảo vệ việc phá thai theo yêu cầu trong suốt 9 tháng mang thai. Nếu được chấp nhận, RFK Jr. sẽ là bộ trưởng HHS được Đảng Cộng hòa bổ nhiệm lại có quan điểm ủng hộ phá thai nhất trong lịch sử hiện đại. Ông Pence nói thêm Ông kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa bác bỏ đề cử này. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Trump đối với lời kêu gọi trên của ông Pence. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi một số bổ nhiệm nội các gây tranh cãi của ông Trump, như đề cử ông Kennedy Zia làm bộ trưởng HHS và hàng nghị sĩ Matt Gaetz làm tổng trưởng lý. Có nhận được đủ số phiếu để thượng viện phê chuẩn hay không? Theo Newsweek, Đảng Cộng hòa đã nắm quyền kiểm soát thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, nhưng một số người đã tỏ ra do dự Đối với một số cuộc bổ nhiệm nhân sự của ông Trump, nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, một người trung thành với ông Trump, đã nói với CNN hôm 15 tháng 11 rằng, nếu các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa chọn cách chặn các cuộc bổ nhiệm như việc đề cử ông Kennedy Jr, họ sẽ phải đối phó với ông Trump, tỷ phú Elon Musk cùng PAC, siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump và người dân Mỹ, theo Newsweek. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc gặp lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước khi chính quyền mới của ông Trump có thể làm đảo lộn các liên minh trên toàn thế giới, cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ với hai đồng minh châu Á diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là sẽ trở nên khó đoán hơn sau lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Bên cạnh đó, việc Triều Tiên triển khai quân đội tới nga cũng như chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và triển vọng mờ nhạt về một giải pháp hòa bình trong cuộc xung đột kéo dài mấy thập kỷ trên bán đảo Triều Tiên cũng đang làm gia tăng căng thẳng ở châu Á cuộc gặp bên lề thượng đỉnh APEC tại Peru ngày 15 tháng 11 là dịp để Tổng thống Biden, Tổng thống Hàn Quốc Jun Sức riêng và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên. Sau cuộc họp, ba nước công bố thành lập Ban thư ký ba bên được thiết kế để chính thức hóa mối quan hệ giữa ba nước, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói với các phóng viên. Đưa Hàn Quốc và Nhật Bản xích lại gần nhau được coi là một trong những thành tựu ngoại giao trong nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm của ông Biden. Hai nước trước đây thường xuyên mâu thuẫn về vấn đề lịch sử. Tổng thống Biden coi mối quan hệ chặt chẽ giữa ba nước là hàng rào chống lại các bước đi quyết định của Trung Quốc trong khu vực. Cũng trong ngày 15 tháng 11, Tổng thống Jun có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ishiba và Tổng thống Biden cũng sẽ có cuộc gặp riêng với ông Tập trong dịp này. Tôi tin rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ là nền tảng cho hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nhiều năm tới, ông Biden phát biểu khi cuộc họp ba bên bắt đầu. Ba nước cũng cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Philippines trên nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm cảng biển, năng lượng và giao thông vận tải, theo tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp. Cam kết của ông Trump trong mối quan hệ với hai đồng minh Đông Bắc Á vẫn là một câu hỏi mở vì ông luôn đề cao khẩu hiệu nước Mỹ trên hết, nghi ngờ về hiệu quả của biện pháp hỗ trợ tài chính và quân sự của Mỹ dành cho các đồng minh truyền thống và đã có nhiều cử chỉ thân thiện với Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên. Lầu Nam Góc đã không thể vượt qua được cuộc kiểm toán gần nhất và cũng là đợt kiểm toán lần thứ 7 liên tiếp từ khi cơ quan này được yêu cầu phải tiến hành kiểm toán. Theo đó, lần Năm Góc vẫn chưa thể giải trình đầy đủ về nguồn ngân sách hơn 824 tỷ đô la Mỹ cũng như không cung cấp đủ thông tin cho các kiểm toán viên đánh giá và đưa ra ý kiến chính xác. Tuy nhiên, các quan chức của cơ quan này vẫn nhấn mạnh đang đạt được tiến triển tốt hướng tới một cuộc kiểm toán minh bạch vào năm 2028. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm giám đốc tài chính Michael Markov Tuy từ chối đưa ra ý kiến, nhưng đánh giá Bộ Quốc phòng đã có bước tiến trong việc đánh giá được chiều sâu và vi phạm của những thách thức đang đối mặt, cũng như đề ra những cam kết cụ thể trong thời gian tới. Báo cáo tổng thể của Bộ Quốc phòng Mỹ được tập hợp từ 28 đơn vị hoạt động trực thuộc đã tiến hành kiểm toán độc lập. Trong số đó, 9 đơn vị nhận được đánh giá kiểm toán tin cậy. Một đơn vị nhận được đánh giá báo cáo tin cậy, mặc dù còn một số sai sót. 15 đơn vị nhận được đánh giá không thể thu thập đủ dữ liệu để cho ý kiến và 3 đơn vị vẫn đang chờ xử lý. Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến số lượng kiểm toán được báo cáo mức tin cậy sấp xỉ với năm 2023. Lầu Năm Góc chưa bao giờ thông qua cực kiểm toán nào kể từ khi cơ quan này có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện từ năm 2018. Một thách thức lớn trong kiểm toán là việc thống kê đầy đủ số lượng lớn các hệ thống mà Bộ Quốc phòng sử dụng. Lầu Năm Góc cho biết họ cam kết thực hiện kiểm toán sạch vào năm 2028, theo yêu cầu của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2024. Trong cuộc họp báo mới đây, ông Mark Hopp nhận định công tác kiểm toán tại Bộ Quốc phòng Mỹ đang có những bước tiến triển mặc dù cũng thừa nhận còn nhiều điều phải làm. Ông cho biết, việc phấn đấu đạt được mức kiểm toán tin gậy vào năm 2028 là hoàn toàn có thể nhưng cũng đòi hỏi Bộ Quốc phòng phải cùng nỗ lực tiến bộ để tất cả mọi đơn vị đều vượt qua được. Ông nói, chúng ta phải tiếp tục nhanh hơn và tốt hơn nữa. Cùng với mục tiêu trên, Lòng Năm Góc sẽ phải chuyển giao những chiến lược quân sự cho chính quyền Trump sắp tới, nhưng ông Mark Hopp kỳ vọng chính quyền mới có thể duy trì được phần lớn tính liên tục của chiến lược như trong quá khứ. Cuộc kiểm toán được tiến hành bởi các kiểm toán viên độc lập cùng với Văn phòng Tổng thống Thanh tra Bộ Quốc phòng. Cuộc kiểm toán năm nay đã tiêu tốn 178 triệu đô la Mỹ của Bộ Quốc phòng và có sự tham gia của khoảng 1.700 kiểm toán viên. Các đơn vị đã kết quả kiểm toán tin cậy bao gồm cơ quan cung ứng quốc phòng, cơ quan kiểm toán hợp đồng quốc phòng, cơ quan tài chính và kế toán quốc phòng, cơ quan y tế quốc phòng, cơ quan hệ thống thông tin quốc phòng, quỹ hưu trí quân đội, văn phòng chính sát quốc gia, quân đoàn công binh, công trình dân dụng Mỹ và cơ quan giảm thiểu đe dọa quốc phòng. Lầu Năm Góc đang tiếp tục hướng tới mục tiêu kiểm toán sạch thông qua việc hiện đại hóa lực lượng lao động, động, cải thiện hệ thống dữ liệu tài chính và tăng khả năng tương tác giữa các hệ thống. Vừa qua, Thượng nghệ sĩ Jin Sahen, một thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại, cùng với Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Jack Reed viết trong bức thư gửi Tổng trưởng lý Merrick Garland và Tổng thanh tra của Lầu Năm Ngóc rằng sự tham gia của tỷ phú Musk và các chương trình SpaceX cần được điều tra vì lý do an ninh quốc gia sau khi có thông tin về những cuộc trao đổi của ông với các quan chức Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin. Theo đó, trong bức thư, hai thượng nghị sĩ Mỹ viết, Mối quan hệ giữa đối thủ lớn của Mỹ với tỷ phú Musk, người hưởng lợi từ hàng tỷ đô la tiền ngân sách chính phủ Mỹ, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về độ tin cậy của tỷ phú Musk với tư cách nhà thầu của chính phủ và người nắm giữ giấy phép. Được biết, sau khi báo Wall Street Journal đưa tin về những cuộc liên lạc giữa ông Musk và phía Moscow trước đó, nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ cũng đã lên tiếng công khai kêu gọi điều tra nhà sáng lập SpaceX và Tesla. Gần đây, vào hồi giữa tháng 10 năm nay, tờ nhật báo của Mỹ bất ngờ đưa tin về thảo luận bí mật giữa ông Musk và Tổng thống Putin về các vấn đề cá nhân lẫn chính trị thông qua các cuộc gọi. Bài báo còn cho rằng Tổng thống Nga đã thay mặt chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu ông Musk tránh kích hoạt dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại Đài Loan. Ngay sau đó, điện Kremlin đã lên tiếng phản bác lại thông tin này. Theo đó, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Tất cả đều không đúng, những thông tin được đăng tải trên tờ báo đó tuyệt đối sai lệch. Ông Peskov cũng cho biết, ông Putin chỉ có một lần liên lạc với ông Musk hồi trước năm 2022 bằng hình thức điện đàm. Đó là cuộc hội thoại mang tính trao đổi thông tin. Họ trò chuyện về những công nghệ mang tính tầm nhìn tương lai hoặc những công nghệ của tương lai. Cuộc gọi đó có thời lượng trung bình. Đó là lần duy nhất hai người trò chuyện với nhau, sau đó không còn liên lạc nào giữa Tổng thống Putin và ông Musk nữa. Mọi tuyên bố về việc này đều không đúng. Tỷ phú Musk vừa được Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm vào một vị trí cấp cao trong chính phủ, có quyền giám sát các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la của Lầu Năm Góc và cộng đồng tình báo với tư cách giám đốc điều hành của hãng công nghệ vũ trụ SpaceX. Đây được cho là một trong những lợi ích lớn mà ông Musk thu về được sau khi đổ khoảng 119 triệu đô la Mỹ vào chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tại buổi dạ tiệc của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, AFBI vừa diễn ra tại mar lago ở Florida. Tổng thống đắc cử Donald Trump ca ngợi những đề cử nhân sự cho chính quyền mới của ông. Ông Trump nhìn về phía tỷ phú Elon Musk, nói Tôi là người tin vào chỉ số IQ cao, tôi không thể đưa ông ấy ra khỏi đây được, ông ấy chỉ thích nơi này và tôi cũng thích có ông ấy ở đây. Ông cũng ca ngợi doanh nhân Vivek Ramaswamy, người sẽ cùng tỷ phú Elon Musk lãnh đạo ban hiệu suất chính phủ, cơ quan được thành lập để cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Tổng thống đắc cử còn đặc biệt nhắc đến ông Robert F. Kennedy Jr., người mang thái độ hoài nghi về vaccine, được đề cử lãnh đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Ông Trump nói trước đám đông gieo hò khi ông Kennedy được giới thiệu. Mọi người thích cậu, Bobby, đừng quá nổi tiếng nhé. Ông Kennedy nhiều lần tuyên bố vaccine liên quan đến chứng tự kỷ, quan điểm bị nhiều quốc gia bác bỏ từ lâu. Ông cũng thành lập tổ chức Children's Health Defense, một nhóm chống vaccine hàng đầu. Cũng trong bài phát biểu mở đầu buổi dạ tiệc ở maalago Tổng thống đắc cử thứ 47 của Mỹ cho biết, 10 ngày trước cuộc bầu cử, ông nhận ra đã giành được sự ủng hộ của cử tri khi thấy đám đông lớn có mặt tại các cuộc vận động tranh cử của mình. Ông Trump nói, chúng tôi đã thắng tất cả các tiểu bang dao động, chúng tôi đã giành được số phiếu phổ thông, tôi rất vui mừng, đây là một điều gì đó rất đặc biệt. Ông Trump nhắc lại chủ đề chung trong các bài phát biểu trước chiến dịch tranh cử của mình về tội phạm nhập cư, ma túy, lạm phát và việc muốn bảo vệ thể thao dành cho phụ nữ. Cuối bài phát biểu, Tổng thống đắc cử cho biết Ban hiệu suất chính phủ sẽ đưa ra các báo cáo riêng lẻ và một báo cáo lớn về công tác tinh giản chính phủ Mỹ vào cuối buổi tiệc, cung cấp thông tin chi tiết mới đầu tiên về kết quả của cơ quan này kể từ khi được công bố vào đầu tuần.